Hệ thống camera giám sát, xử phạt giao thông và giám sát an ninh trật tự công cộng nằm trong hệ thống camera giám sát chung thuộc Trung tâm Điều hành Thông minh tỉnh đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông. Trong đó, hệ thống camera giám sát điều hành giao thông thông minh bao gồm camera giám sát xử phạt vi phạm giao thông lắp đặt tại các ngã ba, ngã tư đèn tín hiệu trên địa bàn thành phố, camera đo đếm lưu lượng phương tiện lắp đặt tại các cửa ngõ của thành phố. Ngoài ra còn có thêm hệ thống camera giám sát an ninh trật tự công cộng được lắp đặt tại khu công cộng các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, trung tâm cũng tích hợp camera giám sát chia sẻ từ các huyện, thị xã, thành phố. Hệ thống camera này gồm có hai hệ thống chính là một hệ thống camera giám sát về giao thông và một hệ thống camera giám sát về an ninh đã được thử nghiệm triển khai. Về hệ thống camera giám sát cho giao thông thì gồm hai phần chính là phần xử phạt vi phạm giao thông và hệ thống đo đếm lưu lượng, là gồm hai hệ thống. Đấy, còn đối với hệ thống camera phục vụ cho an ninh thì gồm có hệ thống là camera giám sát tầm cao. Hệ thống camera giám sát xử phạt giao thông và giám sát an ninh trật tự công thông minh sử dụng công nghệ AI với nhiều tính năng ưu điểm vượt trội. Có thể kể đến như khả năng quét và lưu thông tin của tất cả phương tiện thuộc vùng soi chiếu 24/24 giờ trong ngày. Khi phát hiện người điều khiển phương tiện vi phạm, hệ thống sẽ tự động lọc, nhận diện chi tiết theo biển kiểm soát của phương tiện. Giúp cái lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên giám sát được tất cả các hoạt động của người cũng như phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến giao thông. Cái thứ hai, giúp cái lực lượng cảnh sát giao thông ghi nhận lại tất cả những cái hành vi vi phạm của các phương tiện tham gia giao thông. Ví dụ như hành vi vi phạm như không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, không chấp hành hiệu lệnh của vạch kẻ đường. Cái thứ ba là giúp lực lượng cảnh sát giao thông ghi nhận lại tất cả những vụ việc như ví dụ như ùn tắc giao thông, rồi tai nạn giao thông, giải quyết đảm bảo trật tự an toàn tại các vị trí trên. Hệ thống camera giám sát là một phần trong chiến lược tổng thể của tỉnh Điện Biên nhằm ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành, thực hiện chuyển đổi số toàn diện theo nghị quyết và đề án chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.